Đây thì đây là một khu vực đường đi vào đấy các bạn. Đấy, như bạn thấy thì các ống tre người ta ghép lại này. Ghép lại và đục lỗ. Rồi sau đấy là chôn nến vào. Tạo buổi tối long lánh cực kỳ là đẹp ạ. Đây mọi người đang chiêm ngưỡng. Dạ hơi tối nhưng mà đèn lồng là phải thế. Đây là những tác phẩm nghệ thuật đây. Đấy, người điêu khắc hoa này rồi những cái vân cực kỳ là đẹp ạ. Đây cũng vậy các bạn. Dọc hai bên đường này là toàn tre các bạn nhé. Toàn ống tre. Đây những ống tre được các nghệ nhân điêu khắc. Còn ba cây này là ba cây lá đổ. Chuẩn bị đến mùa các bạn. Trong kia đang tổ chức ca mối nhạc các bạn. Đây ui. Đây đẹp các bạn nè. Đây một dàn ánh sáng, dàn điện. Đây mình quay các bạn xem là đấy. Đó có những hình thù và tên chữ. Đây, chữ các bạn. Đây là hình, không biết là hình nhằm bé thì hình ai, hình gì rồi. Đây vậy các bạn. Đây người ta điêu khắc hình. Ôi, khá là đẹp không? Đây vậy các bạn. Quay xa xa các bạn xem. Chiêm ngưỡng. Không biết là bạn nhìn rõ không? Nhưng mình nhìn ngoài này cực kỳ là đẹp ạ. Hiệu ứng ánh sáng. Còn bên phải đường đây thì là những ống tre người ta kết lại thành ba ống kết lại thành một trụm ấy. Wow. Wow, đẹp chưa các bạn ạ. Đây. Đây là cung đường ống tre. Tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân. Wow, quá đẹp. Quá đẹp ạ. Đây bên này là những chữ. Còn chữ Hán không? Bên này là các đây, bông hoa rồi nói chung là những cái tác phẩm nghệ thuật ta làm. Đây cực kỳ là đẹp ạ, làm cực kỳ là tinh tế luôn, quá đẹp ạ. Gọi để làm quá trình này cực kỳ là tỉ mỉ. Đây như cái chữ Hán này các bạn ạ. Như chữ Kanji này là ghép thành 5 ống ghép thành. Wow, đây. Đây giống như là một nhân vật gì đấy các bạn. Tầm ảnh hưởng lớn.
quá đẹp mà. Wow, các cái ống đây đẹp quá. Wow, đây đúng màu sắc quá. Có vẻ ở khu vực này quá đẹp. Đấy, bạn thấy không, những ống tre người ta khắc chữ rồi khắc tác phẩm nghệ thuật hoa về hoa sói. Kia mấy cái ống đây bạn, đây người ta khắc kìa, bạn thấy không, đấy các bông hoa này. Đó, các bông hoa đấy, người ta khác giống đấy luôn này. Người ta có dán hình luôn. Đẹp thật đó ạ. Trái tim. Đây mọi người đang check in chụp ảnh. Quá đẹp. Lại gặp đây. Kia chỗ kia đẹp kìa. Kia bây giờ mình ra cái khu vực đây bạn. Khu vực này thì đang tổ chức âm nhạc. Đây thì cũng là những tác phẩm nghệ thuật khắc tên chữ này các bạn ạ. Đấy. Và lắp một dàn đèn xanh. Đấy, giờ mình nhờ vào đây chút và xem tí âm nhạc ạ. Đây mọi người đang đấy này là view thành đây bạn. Thực sự quá công phu và đẹp ạ. Tình họa tiết này, tình bông hoa này.
Khá là đông. Quay bạn xem quả tháp này. Đấy. Wow. Tháp quá đẹp. Wow. Đây bạn này. Bạn chiêm ngưỡng con hổ này. Chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật con hổ đây cực kỳ là động nghệ các bạn. Wow, đẹp chưa? Này là làm được làm bằng 5 ống tre các bạn. 5 ống tre. Làm thành con hổ đây và những dòng chữ. Quá đẹp. Để mình đến gần tí. Đây bạn. Đấy, đang đến gần hổ thôi. Bảo vệ thành mà. Đâu đang bảo vệ thành không ra. Wow, quá đẹp.